Hello, xin chào anh em nha và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình này. Thì hiện tại mình đang ở cái sảnh của 68 game bài anh em ơi. Ok, mà chơi game bài đổi thưởng game bài hôm nay, đặc biệt cho chơi tài xỉu ấy, uy tín và xanh chín mới nhất trong năm 2023 này luôn rồi. Đấy thì những anh em nào mà đam mê bộ môn tài xỉu ấy, thì anh em lựa chọn game này để chơi nó vô cùng là hợp lý và chân ái luôn nha. Đường link game mình cũng có để ở phần mô tả rồi. Anh em click vào đó thì sẽ tải game về thành công và sau đó thì hãy liên kết số điện thoại và thẻ ngân hàng vào, liên hệ với bộ phận của chăm sóc khách hàng thì người ta sẽ tặng code trải nghiệm dành cho anh em. Đó thì code đây nó cũng là miễn phí mà, và nó cũng đủ để cho anh em có thể trải nghiệm game và test xem game như thế nào có uy tín hay là không. Còn nếu mà muốn thật sự kiếm tiền đi được ấy thì anh em cũng thể đầu tư một chút bằng cách nạp tiền vào, và nó cũng lọt vào trong top những game mà chơi game bài đổi thưởng hay là cho chơi tài xỉu online các thứ uy tín và xanh chín nhất. Anh em có thể hoàn toàn yên tâm nạp rút tiền cũng cực kỳ là nhanh chóng luôn nha. Và ngày hôm nay số vốn mình đang có khoảng gần 25 mê anh em ạ, thì mình sẽ vào đây mình chơi cho nó tài xỉu này đi. Thì mỗi trò tài xỉu trên 68 game bài này thì mình thấy nó đều không cân bảng và không cân cửa nha. Thế cho nên là anh em cứ bình tĩnh thôi, tính toán cầu các thứ nó chuẩn xác nó ok rồi hẳn nên đặt cược đúng không? Không đi đâu mà vội vàng hết làm gì cả đúng không nào? Thời gian thì cũng khá là đủ nha. Ok, 9 nó ra 14 này. Vì ván này mình cũng chưa biết đặt mục quả gì cho nó hợp lý đây. Ok, có khả năng sẽ đặt một quả tài này xem sao nhá. Đặt này. Đó. Nói chung là cái cách chơi mà mình thấy nó tối ưu nhất và nó hiệu quả nhất ấy, nó thể giúp anh em kiếm tiền mà đi hàng ngày được, thì vẫn là cái cách chơi ăn non nghỉ sớm thôi đúng nào. Anh em cũng nên ăn non số vốn gì đó nó nổ nó ok một cái thì hãy biết điểm dừng và anh em dừng lại cho mình thôi nha, chứ đừng có tham làm gì. Bởi vì là tham ấy là tỷ lệ anh em thua như là sa đạo càng tăng lên đó, cho nên là lựa chọn cách chơi nó ok và nó phù hợp một chút. Ok. Ui, ván này về xỉu mất rồi. Ván này về xỉu hơi căng nhỉ. Nói chung là trong mọi trường hợp ấy, anh em cũng nên giữ được sự bình tĩnh cho mình nha. Chứ đừng có gọi là vội vàng nôn nóng làm gì cả. Nhiều anh em mình thấy gọi là sau khi mà thua vài ván các thứ xong ấy là hay bị theo kiểu áp lực tâm lý đúng nào. Nếu chẳng may như thế rồi thì cũng có thể gọi là thoát là game ra ngoài. Rồi đó, lúc nào tinh thần nó thoải mái nhất, nó ok nhất thì anh em quay lại anh em chơi. Đó. Thì mình cũng là một người chơi bình thường như tất cả anh em thôi. Mình biết được cái gì rồi thì mình muốn chia sẻ và tâm sự với anh em như vậy đúng không? Sao mà anh em có thể kiếm tiền đi lên một cách nó ổn định nhất mỗi ngày. Ok, ván này mình sẽ làm một quả xỉu xem sao nha. Đấy thì anh em cũng cần lưu ý và hiểu rằng cái game thì nó cũng phát hành ra với cái mục đích nó muốn kiếm người chơi mà, và nó tạo lợi nhuận từ tất cả anh em. Thế cho nên là những anh em nào, những bạn nào mà tỉnh táo thì mình nghĩ là anh em còn có thể kiếm tiền đi hàng ngày được đúng không? Chứ cần tham ấy là sẽ gãy và sẽ đứt anh em ơi. Đó. Nói chung là anh em cứ bình tĩnh mà đi dần dần thôi. Và nhiều anh em cũng đặt câu hỏi cho mình đó là gì, có nên chơi tất tay một ván nó gọi một ăn hai mất luôn cho nhanh chóng hay không đúng nào. Thì cái điều này vô cùng là không nên luôn nha, bởi vì là khi mà anh em chơi tất tay như vậy tỷ lệ anh em thua bao giờ nó cũng rất là cao đó. Thế cho nên là lựa chọn cách chơi nó ok một chút anh em nhé. Vì chẳng may nhà cái soi cầu bắt cầu anh em thôi là có khả năng là đi luôn rồi đúng không? Đó. Làm sao mà gỡ được nữa. Ok, tiếp tục đặt một quả xỉu này đi. Nói chung là mình cũng là người chơi bình thường như anh em thôi. Mình biết được cái gì rồi thì mình muốn chia sẻ và tâm sự với anh em như thế, đúng nào? Đó. Ok anh em ơi, để cùng chờ xem nó như thế nào đây. Rồi về xỉu tiếp theo này. Đó, ngon ngay. Nói chung là anh em mà có dư giả thì hắn nghĩ việc đầu tư nạp tiền các thứ nha. Chứ còn đang nợ nần vay mượn thì anh em cũng không nên vào anh em ạ. Bởi vì vào chơi như vậy thì nó sẽ mang theo một áp lực tâm lý là phải thắng thế này, thắng thế kia để có thể trả người này người nọ mà đó. Thế cho nên là chơi như vậy nó không không được ok anh em ơi. 9 ra 14 theo lịch sự này, ván này thì mình sẽ đặt một quả tài xem sao nha.
Ok, để cùng chờ xem là nó có vẻ tài không đây. Ok anh em ơi. Rồi tài nha, ngon. Đó, tuyệt vời. Tiếp tục được ăn nữa này thì có lẽ bây giờ mình cũng đặt cược thêm một ván này nữa đi, sau đó mình cũng biết điểm dừng mình nghỉ thôi, đúng không nào? Anh em chơi thì cũng nên gọi là giới hạn thời gian chơi lại và chọn địa điểm mà dừng lại và nghỉ cho hợp lý nha, đừng để lúc gọi là trắng tay mất hết không còn cái gì cả thì lúc đó anh em mới tiếc nuối, nó cũng vô cùng là muộn màng luôn, đúng không? Mười bốn theo lịch sử về xỉu này thì ok, ván này mình sẽ đặt xỉu xem sao nha. Chung là cho dù có được hay là có mất ấy, thì mình cũng dừng lại và mình nghỉ thôi, đúng nào? Thấy nhiều anh em mình thấy gọi là chơi thâu ngày thâu đêm luôn, anh em không không có đích đến đây là không có điểm dừng như vậy thì biết đến bao giờ mới có thể kiếm tiền được đây, đúng nào? Đấy, cho nên là đã xác định chơi là có một đích đến và điểm dừng gì đó nha. Ok anh em ơi. Rồi xỉu nha. Thì ngày hôm nay cũng lên số 4 này, nó khá là ổn rồi. Thế thôi mình cũng biết điểm dừng.